Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên nhận thi công các công trình âm thanh chuyên nghiệp, sự kiện vân vân. Hôm nay là buổi chiều thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018, anh Nguyễn Vương được set up một chiếc vang số có tên là BOCGX28HL Audio, một thương hiệu mà nhà xuất đã dành tặng cho anh Nguyễn trong năm 2018 này. Và có thể nói đây là một chiếc vang theo anh Nguyễn đánh giá là ổn định nhất, toàn diện nhất. Thứ nhất là về tiếng nhạc, nó xử lý cực kỳ chi tiết và mạnh mẽ. Thứ hai, tiếng mic cực phiêu, dì vật mạnh, echo mạnh và chống thu rít cực tốt, bởi vì chiếc vang số này làm cho vang số về ruột là đầy kít với nhá, đầy tràn ruột luôn, nó không một chỗ nào hở ruột, cho nên là cái xử lý âm thanh nó hoàn toàn so với nào khác là nó vượt trội hoàn toàn. Một thương hiệu, một đẳng cấp mà công ty BOC đã làm được, cống hiến cho người đam mê âm thanh yêu hát. Chiếc vang này anh Nguyễn sẽ xét cho anh Hóa, có địa chỉ Hà Nội, số điện thoại như trên và số tiền là 3.600.000 đồng. Đây của bác. Và anh Nguyễn sẽ set up bác 4 chế độ. Một là bác có thể lấy điều khiển ấn trên điều khiển này. 1, 2, 3, 4. 4 là nghe nhạc, 1 là echo dì vật, 2 là hát dì vật, 3 là echo. Hoặc nào bác có thể vào cái G-code này, G-code ấn lần thứ nhất, ấn áp và vặn cái set này lên 4. Ấy lại gọi lại Lưu Vĩnh Viễn. 4 chế độ đã set up thành xong. Và chiếc vang này bác vào ghép âm ly đối mix xua với 9 thì bác để mix em vị trí 2 giờ. Không biết 2 giờ. Tức là đầu một tơi tít mà lẻo đẩy lại bên này. Đây là cục đẩy 20 đèn chạy. Là dừa kép cực hay đánh tốt là 230 kia. Công suất 1000W. Các hai đôi kia là một tổng cộng là 1000W. Để mức này, mức độ là 1 giờ. Em áp đúng như vậy. Và cái mức độ khởi động của nhạc đó là 16. Vôn mic là 50. Em tắt thử ra bao nhiêu. Vôn mic là 45. 45. Vôn mic là 45 thôi nhá. Fake là 47, 45 thì em hạ 45 được. Có thể về các bác có thể là về các bác có thể tăng lên. Đây, tôi nhỏ mic đây. Đấy. Nếu mà nó nặng tăng lên. Còn nó nhẹ thì thôi. Còn đây là nhạc ít này nhiều. Đây là chế độ tôi nhỏ nhạc. Bây giờ một ca súc test cho cái chiếc vang này. Anh Nguyễn đã ghép đôi PV-45 xịn Trung Quốc và đôi BK Nhật Bản. Một đôi loa đến từ Nhật Bản, một đôi loa đến từ Trung Quốc, một chiếc vang đến Trung Quốc, một cục đẩy từ Trung Quốc và một chiếc mic đến từ Trung Quốc, thương hiệu Mỹ, sẽ tạo ra một chiếc Việt Nam tuyệt tác và để đời. Một ca khúc gửi em ở quê Hồng và các cô em nhé.